Không lâu sau clip đấm túi bụi Nam Nguyên Khánh, Nam Anh Kiệt bị Liên đoàn Quốc tế Vịnh Xuân chính thống phái cách chức tổng đàn chủ tại Việt Nam. Thông tin này được chia sẻ bởi võ sư Flores. Trên trang cá nhân, Flores nói: "Kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ hồi 2015, Nam Anh Kiệt cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp và thiện chí trong việc quản lý cũng như phát triển của môn phái ở Việt Nam. Gần đây, anh ấy cũng thể hiện sự thiếu khiêm tốn, đó là nguyên nhân của việc đối đầu với các môn phái khác. Do đó, Hội đồng kỷ luật Vịnh Xuân quyết định cách chức lãnh đạo tại Việt Nam và yêu cầu Nam Anh Kiệt tuân thủ các lệnh trừng phạt theo thông báo này." Thông báo từ võ sư người Canada có đoạn: "Trước đó, Nam Anh Kiệt được cho là có cuộc tỉ thí cùng võ sư Nam Nguyên Khánh tại nhà riêng của đối thủ. Sau đó, một clip lan truyền trên mạng đã thu hút sự chú ý của giới võ thuật. Võ sư Nam Nguyên Khánh khẳng định ông bị Nam Anh Kiệt cùng một số môn đệ Vịnh Xuân Nam Anh đánh hội đồng, dẫn tới chấn thương và phải điều trị tại bệnh viện. Nam Anh Kiệt đăng đàn trên trang cá nhân xác nhận việc ông đánh Nam Nguyên Khánh, nhưng khẳng định đó là cuộc đấu tay đôi và không môn sinh của Vịnh Xuân Nam Anh nào góp mặt. Đồng thời, ông cũng giải thích rằng việc này nhằm dạy cho Khánh bài học lễ độ, trân trọng mọi người. Võ sư này cũng khẳng định sẵn sàng quỳ gối nhận kỷ luật của hội đồng lãnh đạo môn phái với hành động dạy dỗ thô bạo của mình."